bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến châu Á bị lùi lại một ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 thay vì ngày 24 tháng 7 như đã thông báo trước đó. Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ cũng hoãn việc ra quyết định có tuyên bố Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Mueller nói với các phóng viên trong cuộc họp ngày 24 tháng 7 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ ở lại Washington DC để tham dự cuộc gặp tại Nhà Trắng rất được mong đợi giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau đó, ông sẽ vẫn thăm châu Á để tái khẳng định mối quan hệ với các đồng minh chiến lược. Thông báo nêu rõ, Ngoại trưởng bây giờ sẽ khởi hành đến châu Á vào ngày mai, tức 25 tháng 7, thay vì tối nay như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu, để ông ấy có thể tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống và Thủ tướng Netanyahu vào ngày mai tại Washington. Theo kế hoạch ban đầu, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Việt Nam, Lào, Nhật Bản, Philippines, Singapore và Mông Cổ từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Trong đó, Việt Nam là điểm đến đầu tiên của ông Blinken sẽ dự lễ tang của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây ông Blinken sẽ tới Lào trước khi tới Hà Nội, mặc dù việc thay đổi lịch trình sẽ khiến ông không thể tham dự tang lễ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông sẽ viếng Tổng bí thư sau đó và sẽ gặp gỡ các quan chức Việt Nam. Theo Reuters, ông Blinken sẽ đến chia buồn với gia đình Tổng bí thư vào cuối tuần. Tại Lào, ông Blinken sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sau điểm dừng thứ hai là Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Nhật Bản, Singapore, Philippines và Mông Cổ. Tại Tokyo và Manila, ông Blinken sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tham gia các cuộc đàm phán an ninh 2+2 với những người đồng cấp của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mueller cho biết đây là chuyến đi thứ 18 của Ngoại trưởng đến khu vực này. Washington khẳng định họ cam kết với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bất chấp các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Cũng trong ngày 24 tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đã trì hoãn đến đầu tháng 8 việc ra quyết định có nên coi Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không. Lý do trì hoãn được cho là sự gián đoạn về công nghệ thông tin do lỗi phần mềm CrowdStrike. Reuters cho biết, một bản ghi nhớ của Bộ Thương mại Mỹ nói rằng, do sự gián đoạn liên tục đối với Bộ Thương mại Mỹ, các nguồn lực và nền tảng công nghệ thông tin, thời hạn đưa ra quyết định cuối cùng về các vụ kiện chống bán phá giá sẽ được gia hạn tổng cộng 6 ngày và trường hợp với Việt Nam sẽ được công bố vào thứ Sáu ngày 2 tháng 8. Quyết định về việc nâng cấp nền kinh tế Việt Nam được dự định đưa ra ngày thứ Sáu 26 tháng 7. Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội năm ngoái, Mỹ và Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã quảng bá Việt Nam như một điểm đến mới cho chuỗi cung ứng của Mỹ và cam kết sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên sau khi xung đột giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên chính trị gia 74 tuổi ra nước ngoài kể từ lúc Tòa án Hình sự Quốc tế tìm cách bắt giữ ông vì những gì được cho là tội ác giao tranh có thể xảy ra trong cuộc tấn công của Israel. Sự hiện diện của Thủ tướng Netanyahu tại Mỹ thu hút hàng nghìn người biểu tình đã tập trung ở Washington DC, Mỹ để phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời yêu cầu chấm dứt tình hình giao tranh ở dải Gaza. Theo hãng tin AP, những người biểu tình đã chiếm giữ một số tòa nhà khi tuần hành qua các đường phố ở thủ đô nước Mỹ. Họ mang theo cờ Palestine cùng các biểu ngữ kêu gọi Mỹ chấm dứt viện trợ cho Israel và bắt giữ Thủ tướng Netanyahu. Đoàn biểu tình ban đầu tập trung gần đồi Capitol trước thời điểm ông Netanyahu phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Cảnh sát được điều động để lập rào chắn, ngăn người biểu tình lọt vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồng thời dùng hơi cay trấn áp một số thành phần quá khích. Cảnh sát đồi Capitol đang thông báo trên mạng xã hội X, đám đông không tuân lệnh, lùi khỏi hàng rào cảnh sát, buộc chúng tôi phải xịt hơi cay vào bất kỳ ai cố tình phạm luật và vượt quá ranh giới, đồng thời cho biết 6 người biểu tình đã bị bắt vì làm gián đoạn bài phát biểu của nhà lãnh đạo Israel. Bị cảnh sát ngăn chặn, những người biểu tình chuyển qua các khu vực lân cận đồi Capitol trước khi tập trung ngoài nhà ga Union. Một số người biểu tình thậm chí đã hạ cờ Mỹ và treo cờ Palestine ở ba cột cờ ngoài nhà ga. Số khác đốt hình nộm Thủ tướng Netanyahu, đồng thời xịt các biểu ngữ Hamas đang đến bằng sơn đỏ và tự do cho Gaza bằng sơn xanh lên tượng đài Christopher Columbus ở quảng trường gần đó. Một người biểu tình nói với đài Al Jazeera,
chúng tôi sẽ đấu tranh cho tự do ở bất cứ nơi nào nó bị khước từ. Chúng có mối liên kết với người Palestine vì chúng tôi là những người đấu tranh cho tự do ở Mỹ. Cảnh sát Washington DC phải đăng cảnh báo người biểu tình ở Grand Union đang tham gia các hoạt động phạm pháp và đối đầu với cơ quan thực thi pháp luật. Trên mạng xã hội, sau đó ít lâu, khi cuộc biểu tình có dấu hiệu quá khích, một thông báo khác từ cảnh sát cho biết đã thu hồi lệnh tụ tập và yêu cầu người biểu tình giải tán. AP ghi nhận ít nhất 4 người biểu tình bị cảnh sát còng tay và dẫn khỏi nhà ga. Theo báo USA Today, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ chiều ngày 24 tháng 7 sau khi nhận lời mời từ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và các nhân vật cấp cao từ Lưỡng viện Mỹ. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ những người phản đối chiến dịch quân sự của Israel và giải Gaza, vốn bị các tổ chức y tế cáo buộc đã cướp đi sinh mạng gần 40.000 cư dân ở khu vực này. Hàng chục nhà lập pháp Mỹ đã tuyên bố không dự buổi phát biểu của ông Netanyahu. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người chủ trì Thượng viện Mỹ theo nghi thức, cũng không thể có mặt tại buổi phát biểu của nhà lãnh đạo Israel do bận tham dự một sự kiện ở thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ. Tuy nhiên, bà Harris vẫn có buổi gặp ông Netanyahu vào cuối tuần này. Chuyến thăm của Thủ tướng Israel không chỉ kích động công chúng mà còn bộc lộ chia rẽ rõ rệt giữa Đảng Cộng Hòa và Phe Dân Chủ trong cách tiếp cận với một trong những đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông. Theo tờ New York Post, dự kiến có tới 100 thành viên Đảng Dân Chủ tẩy chay bài phát biểu của ông Netanyahu. Ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa Mike Johnson đã tạo điều kiện cho bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu và dự kiến tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ của phe bảo thủ đối với nhà lãnh đạo Israel. Sau bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ mới đối với hoạt động quân sự của Israel, Thủ tướng Netanyahu còn dự các cuộc họp riêng với Tổng thống Joe Biden cũng như Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong động thái phòng ngừa rủi ro, kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, tờ Politico cho biết ông Netanyahu đã yêu cầu gặp trực tiếp ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong chuyến thăm Washington lần này. Thông báo trên mạng xã hội Truth, ông Trump nói rằng bản thân mong muốn được gặp và làm việc với Thủ tướng Israel vì mục tiêu đạt được hòa bình ở Trung Đông. Ngày 24 tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và không gian. Hãng tin Reuters cho hay, theo thông cáo, 6 cá nhân và 5 công ty trong mạng lưới được gọi là SeQuenPay đã tham gia mua sắm các vật phẩm để hỗ trợ các chương trình của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các công ty nước ngoài mua các mặt hàng cần thiết cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng sẽ đóng gói để vận chuyển đến Triều Tiên, che giấu mục đích sử dụng cuối cùng với các nhà sản xuất. Cả Trung Quốc và Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc. Vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiếp tục nhắc lại mối lo ngại về mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau chuyến thăm mới nhất của một Thứ trưởng Quốc phòng Nga đến thăm Triều Tiên vào hồi tuần trước. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ trên Matthew Miller đồng thời cảnh báo nếu chúng tôi thấy vũ khí được chuyển từ Triều Tiên sang bất kỳ quốc gia nào khác hoặc ngược lại, thì đó là điều mà chúng tôi quan ngại không kém. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Peskov khẳng định tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình của Ngoại trưởng Ukraine ông Kuleba tương đồng về mặt lập trường với Nga. Hãng tin Reuters cho biết, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trả lời phỏng vấn báo chí về tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ông Peskov nhấn mạnh, có thể nói thông điệp trên giống với lập trường của chúng tôi. Các bạn cũng thấy rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối việc đàm phán và đã luôn duy trì tâm thế cởi mở trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên trong vấn đề này vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng mà cả tôi và các bạn đều chưa rõ. Trước đó chỉ vài giờ, Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ một phần nội dung buổi hội đàm vừa kết thúc giữa ông Kuleba và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, ông Kuleba nhắc lại việc Kiev sẵn sàng trao đổi với phía Nga ở một giai đoạn nhất định của quá trình đàm phán, đó là khi Nga thể hiện thiện chí sẵn sàng thương thuyết. Tuy nhiên, ông Kuleba nhấn mạnh, Kiev chưa quan sát được bất kỳ thiện chí nào từ phía Nga. Trước đó, trong cuộc gặp với người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng
đương nhiên cần kết thúc sớm xung đột để không gây thêm thương vong. Chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với phía Ukraine. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra nhiều điều kiện để chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán, trong đó có việc rút quân đội Ukraine khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, nhưng các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!